Xin chào mọi người, hôm nay thì Kiều rất là vui khi được đến đây để mà chia sẻ về cái câu chuyện wellness của mình. Thì Kiều xin giới thiệu, Kiều tên là Đoàn Thị Thanh Kiều, Kiều sinh năm 1987. Kiều là em thứ ba của chị Đoàn Kiều Nha Trang. Thì hôm nay thì Kiều rất là vui khi mà được đến đây để chia sẻ về cái câu chuyện wellness của mình, với lại cái cơ duyên để mà Kiều đến được với cái công việc Ophelem. Thì Kiều cũng xin giới thiệu sơ qua một chút xíu về bản thân mình trước khi Kiều chia sẻ về cái câu chuyện wellness. Thì bản thân Kiều là người bị bệnh ung thư tuyến giáp. Cũng vì sử dụng cái dòng wellness nó hỗ trợ về cho mình cái sức khỏe tốt thì Kiều mới bắt đầu làm việc này. Thì trước đây á, thì Kiều chuyên ngành của mình á, là bên thiết kế nội thất. Khi mà Kiều tốt nghiệp đại học rồi á, thì đi làm ở Sài Gòn cũng được 4 năm bên chuyên ngành nội thất. Thì Kiều với ông xã cũng mở cho mình được một cái công ty thiết kế. Sau đó nhưng mà Kiều rất là thích kinh doanh thì Kiều cũng mở cho mình được hai cái shop thời trang. Quần áo trẻ em và quần áo của nữ. Nói chung là trước đây á, là mình bán hàng online khoảng được 4 đến 5 năm. Mình bán hàng online có nghĩa là mỗi ngày mình phải live stream bán hàng rất rất là nhiều. Thì lúc đó là chị Đoàn Kiều Nha Trang, chị có chia sẻ cái cơ hội của cái công việc này á, chia sẻ cái cơ hội của công việc bên Ophelem á cho Kiều. Nhưng mà lúc đó thì Kiều cũng chưa có quan tâm tới đến cái cơ hội này lắm, tại vì mình cũng có công việc làm, cũng có công ty riêng, rồi có shop quần áo, thì cái công việc của mình nó cũng bận rộn á, thì Kiều cũng chưa có để tâm lắm đến cái cơ hội này. Rồi mới lên là live ở nhóm lớn cho nên là Kiều cũng hơi khớp. Rồi khi mà Kiều bán hàng, nói chung á là cái mình là dân mỹ thuật nhưng mà mình rất là thích kinh doanh, cho nên là cái mình bán hàng, mình live stream bán, nói chung là cái doanh thu doanh số đối với mình thì nó rất là nhiều. Nhưng mà đến khi mà như trước đây chị Đoàn Kiều Nha Trang cũng đã từng chia sẻ về cái hoàn cảnh gia đình á, thì mẹ Kiều cũng là người bị ung thư vòm họng, thì cho nên là chị Kiều cứ luôn nhắc nhở mấy em á là phải quan tâm tới sức khỏe của mình hơn. Mình cũng hay thường xuyên để mà kiểm tra sức khỏe của mình á, tại vì mấy chị em gái thì sợ sợ sẽ giống mẹ, cho nên là cứ Kiều cũng hay đi khám sức khỏe định kỳ thôi. Thì nói chung là mình cũng không có một cái biểu hiện về sức khỏe, nói chung là sức khỏe của mình bình thường, mình không có một cái biểu hiện nào mà gọi là lạ đâu. Thì tình cờ thì mình đi khám sức khỏe đó, thì khi mình đi siêu âm ở ở cổ á, thì mình mới có một cái nhân giáp ở trong, có một cái bướu nhỏ trong tuyến giáp á. Thì lúc đó thì mình phải đi lúc đó nó còn nhỏ lắm, lúc đó thì nó phát hiện ra thì nó rất là nhỏ, cho nên là mình chưa có xét nghiệm được. Thì mình phải chờ chờ đợi khoảng tầm 4 tháng sau thì mình mới quay lại tái khám. Thì cái bướu đó nó lớn hơn một chút xíu, nói chung là mình nhìn bề ngoài thì mình không có thấy gì đâu, nhưng mà khi mà Kiều đi tái khám lại thì nó lớn chắc khoảng tầm 8 mm, thì nó nhỏ lắm. Thì mình mới phải đi sinh khiết để mà lấy mẫu xét nghiệm xem thời coi cái bú đó đó là bú lành tính hay là bú ác tính. Thì Kiều đã đi sinh khiết á, thì khi mà cái kết quả đó là bác sĩ nói đó, cái báo với mình đó là đây là cái bú ác tính, có nghĩa là mình bị ung thư tuyến giáp đó. Đó là lúc đó thiệt sự là giống như là mình biết là sẽ chuẩn bị tâm lý là phải mẹ mình bị, thì trong mấy chị em thì cũng phải mấy chị em của mình đó thì cũng phải bảo vệ sức khỏe của mình. Thì chị Đoàn Kiều Nha Trang cũng hay nhắc nhở là sử dụng wellness hay là uống viên tổng nâu để bảo vệ sức khỏe cho mình đó. Mà lúc đó thì Kiều
giống như là mình cứ lo làm thì mình cũng không quan tâm tới sức khỏe của mình đâu, mình cứ lo làm cứ nó hỏi một ngày mình cứ livestream bán hàng 4-5 tiếng đồng hồ cũng không sao hết á, thì mình tại vì mình đang khỏe mạnh bình thường cho nên là mình không hề để ý mà cũng không hề nghĩ là mình sẽ bảo vệ cái sức khỏe của mình đâu. Kiều nói thật luôn, đến khi mà mình phát hiện ra đó mình bị ung thư á thì giống như là tất cả nó tối sầm lại như vậy đó. Con của mình thì một đứa 2 tuổi, một đứa 4 tuổi, Kiều nghĩ trời không lẽ cuộc đời mình tới đây là chấm dứt. Mà Kiều nghĩ là khi con mình nó còn nhỏ mà cái công việc của mình thì nó cũng quá nhiều, mà khi mà mình phát hiện bệnh ra như vậy đó thì Kiều mới thấy là không, Kiều không nghĩ là không không lẽ thì lúc đó mình nghĩ là không lẽ cái cuộc cuộc đời mình nó tới đây là nó kết thúc vậy sao đó, thì Kiều mới bắt đầu đi tuyển Kiều mắc bắt đầu đi điều trị ở bệnh viện, thì bác sĩ mới cứ nói là cái ung thư tuyến giáp này đó thì có thể điều trị được, nhưng mà em cứ nói chung là cứ theo cái lịch trình điều trị ở bệnh viện không sao đâu, thì Kiều phải được chỉ định là mình phải mổ cắt bỏ tuyến giáp. Thì lúc đó thì mình cứ điều trị theo bệnh viện thôi, và chị Đoàn Kiều Nha Trang chị cũng hỏi thăm, rồi chị cũng khi mà Kiều phẫu thuật xong rồi á, mọi người biết không, cái giọng của mình không nói ra tiếng luôn. Khi mà mọi người ai ai đã bị ung thư tuyến giáp hoặc là ai đã phẫu thuật tuyến giáp rồi thì biết, khi mà phẫu thuật rồi á thì mình nói chuyện không có ra tiếng như như bây giờ đâu, có nếu mình nói hơi gió không, nó khàn khàn như vậy đó, không có ra tiếng. Kiều nói trời không lẽ giờ mình bị bệnh mà bây giờ mổ xong mà còn giống như là bị câm vậy đó cả nhà. Thật sự là lúc đó là hoang mang vô cùng luôn, không nói chuyện được. Đó thì chị Đoàn Kiều Nha Trang có gửi cho Kiều, tặng cho Kiều một cái bộ wellness. Chị mới nói là uống cái wellness đi để mà hồi phục sức khỏe sau khi mà mình phẫu thuật. Thì chị cứ nói là wellness này nó rất là tốt, nó hỗ trợ sức khỏe cho mình nè, rồi đủ thứ các cái. Thì mình lúc đó Kiều không có biết wellness là gì và Kiều cũng không có qua tìm hiểu, thì Kiều mới nói là wellness hay làm như thuốc tiên, cái gì hay cũng kêu uống wellness đó, thì Kiều không có uống. Thật sự là lúc đó Kiều không có hiểu và cũng không biết wellness là gì cho nên là Kiều không có dùng tới luôn. Một bộ wellness thì hay gửi cho Kiều, Kiều để đó là tới hết hạn luôn cả nhà. Thì khi mà mình phẫu thuật tuyến giáp xong á thì mình phải được chỉ định là phải uống iốt phóng xạ để mà mình tiêu diệt hết những cái tế bào tuyến giáp còn lại sau khi phẫu thuật. Thì khi mà mình uống phóng xạ đó thì mình phải bị cách ly 2 tuần lễ, có nghĩa là mình không được tiếp xúc gần với mọi người và phải cách xa 2 mét, giống như là dịch Covid vậy đó, tức là mình không được lại gần, cách xa 2 mét và mình phải ở trong một cái phòng một mình như vậy đó, không có được tiếp xúc với ai hết, tại vì mình phải bảo vệ sức khỏe cho mọi người xung quanh của mình. Khi mà mình uống iốt phóng xạ đó thì những người mà tiếp xúc gần với mình đó thì người ta sẽ dễ bị nhiễm xạ, mà nếu mà bị nhiễm xạ thì sẽ rất là dễ bị những cái bệnh ung thư máu hoặc là những cái bệnh ung thư khác nữa. Cho nên là một số người mà bị nhiễm xạ mà không biết á thì rất là dễ, cho nên là mình phải bảo vệ sức khỏe cho người thân người quen xung quanh mình. Thì Kiều ở trong phòng, một cái phòng ở như vậy đó thì suốt 2 tuần lễ, con cái mỗi ngày đi học về, mọi người biết không, mình nhìn qua khe cửa, con mình nó còn nhỏ mới có 2 tuổi thôi mà Kiều phải nhìn qua cái khe cửa chứ không dám cho con biết là mình ở trong phòng, tại vì nếu mà con nó biết mình ở trong phòng á thì nó sẽ đòi vào, cho nên là cả nhà không ai cho 2 đứa con Kiều biết là Kiều ở trong phòng đâu. Kiều chỉ nhìn nhìn qua khe cửa để mà thấy con nó sinh hoạt ở ngoài thôi. Con nó còn nhỏ mà mình không được lại gần, mà mình chỉ quan sát từ xa như vậy đó. Thì mà Kiều mới lúc lúc mà ở trong phòng mình nghĩ là khi mà mình có sức khỏe thì cái gì mình cũng làm được hết, vừa kiếm tiền vừa lo cho gia đình. Nhưng mà khi mà đã bệnh rồi á, khi mà mình đã bị bệnh rồi thì cả nhà biết không, mình nó cảm thấy là cái sức khỏe nó quan trọng đến mức độ nào. Không có sức khỏe là mình không làm được gì hết, mình có thể mất tất cả. Tiền thì mình kiếm ra được nhưng mà sức khỏe khi đó không có rồi thì khó mà kiếm lại được lắm. Thì cái kết quả điều trị lần thứ nhất của Kiều á thì nó rất là tệ, có nghĩa là cái tế bào tuyến giáp của Kiều nó còn rất là nhiều. Thì chị Hai mới gọi điện thoại, bà mới la, bà nói là tại sao Hai cho cái bộ wellness để uống để bảo vệ sức khỏe mà Kiều không dùng mà để bỏ hết hạn như vậy. Chị Hai cái thực phẩm dinh dưỡng này nó rất là tốt thì Hai mới cho em để dùng, mà tại sao em lại 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 không dùng như vậy. Thì lúc đó Kiều mới mới bắt đầu sử dụng cái wellness đó, tại vì mình nghĩ là thôi kệ cứ uống không bổ này thì cũng bổ cái khác.
thì Kiều mới bắt đầu sử dụng wellness sau khi mà mình điều trị không có kết quả tốt. Thì cái lần uống tiếng nhắc kết quả mình không tốt thì bác sĩ phải chỉ định Kiều uống iốt phóng xạ lần thứ hai. Thì khi mà cái lần thứ nhất với lần thứ hai nó cách nhau 6 tháng cả nhà, nhưng mà Kiều bắt đầu đã sử dụng cái wellness. Kiều uống vào thì Kiều thấy mới đầu là Kiều thấy cảm thấy là sức khỏe của mình nó khỏe hơn, nó không có còn mệt. Với lại khi mà mình mổ xong á thì mình bị thiếu canxi rất là nhiều, có thể là co quắp hai tay hai chân mình lại như thế này nè. À, tại vì mình bị thiếu canxi trầm trọng luôn á, tê người và nó co quắp tay chân lại luôn. Nhưng mà khi mà Kiều sử dụng wellness rồi thì cái tê tay tê chân của Kiều nó giảm hẳn luôn nè, rồi Kiều thấy cái sức khỏe của mình nó hồi phục rõ ràng, bắt đầu Kiều cũng quay lại công việc. Khi mà rồi cái giọng nói của Kiều nó hồi hồi phục lại, có nghĩa là mình nói chuyện lại được bình thường, thì Kiều mới bắt đầu cũng quay lại cái công việc của mình là công việc bán hàng, vay lại hai cái shop thời trang, rồi cái công ty của mình Kiều cũng lao đầu vào Kiều làm. Nhưng mà cái sức khỏe của mình nó không còn được như lúc trước nữa, nhưng nó đã giảm rồi. Thì Kiều vẫn cứ sử dụng wellness đều đặn như vậy đó, nhưng mà Kiều cũng có tìm hiểu sơ qua về cái cơ hội làm việc của Ovilem, chứ lúc trước thì Kiều không có quan tâm tới luôn, tại vì công việc của mình nó quá nhiều. Nhưng mà khi mà sử dụng wellness mình cảm thấy cái sức khỏe mình nó được hồi phục đó, thì Kiều mới bắt đầu làm tìm hiểu về cái cơ hội của Ovilem. Thì Kiều cũng bắt đầu làm. Thì khi mà đến cái kết quả điều trị lần thứ hai của mình á thì rất là bất ngờ luôn cả nhà. Có nghĩa là khi mà từ một cái nó có ba dấu cộng, có là tế bào tuyến giáp của mình á, tỷ lệ á, nhưng mà từ ba dấu cộng đó mà khi cái đến lần uống iốt phóng xạ lần thứ hai thì Kiều vẫn phải cách ly với gia đình 2 tuần lễ. Nhưng mà lúc này thì trong cái 2 tuần lễ đó thì Kiều tìm hiểu về công việc của Ovilem. Lúc mà trong phòng thì mình tự học tự tìm hiểu về cái cơ hội này. Thì sau khi uống iốt phóng xạ thì khoảng 1 tuần thì mình đến bệnh viện để mà mình kiểm tra lại sức khỏe, kiểm người ta gọi là chụp xạ hình đó cả nhà, để xem là trong tế bào trong cơ thể mình có còn tế bào tuyến giáp nữa hay không. Thì kết quả rất là bất ngờ luôn, với là từ ba dấu cộng mà mọi người biết không, kết quả nó âm tính luôn, có nghĩa là Kiều không còn tế bào tuyến giáp nữa. Và bác sĩ nói với Kiều là hết bệnh rồi đó, về đi 1 tháng sau thì ô 1 năm sau mình đi tái khám. Thì sắp tới đây là khoảng tới tháng 8 này là Kiều mới đi tái khám lần thứ nhất nè, sau 1 năm. Thì Kiều bác sĩ cũng nói là bất ngờ luôn, nói kết quả điều trị rất là tốt, có nghĩa là em cái liệu trình mà điều trị á, từ có những người mà điều trị chung một lượt với Kiều á thì người ta vẫn phải uống lần thứ ba thứ tư, có những người á người ta phải uống tới lần thứ sáu thứ bảy luôn cả nhà, cứ phải 6 tháng thì uống một lần như vậy, đến khi nào mà mình hết tế bào tuyến giáp thì thôi. Thì lúc đó Kiều cũng rất là vui, Kiều cũng báo cho chị Đoàn Kiều Nha Trang biết đó là cái kết quả của em nó đã điều trị rất là tốt. Thì em nghĩ là do em uống wellness thì cái sức đề kháng của em nó khỏe đó, thì nó hỗ trợ cho quá trình điều trị bệnh của em nó lại tốt như vậy, nó nhanh hơn người ta rất là nhiều, mà em không có hề bị có nghĩa là khi mọi người uống iốt phóng xạ vào nó hay bị giật người mình khó chịu rồi mệt mỏi, nhưng mà dùng wellness thì mình rất là khỏe, giống như bình thường nhưng nó chỉ hơi hơi khô cổ họng một chút xíu thì mình nó không có bị giật nhiều. Thì Kiều mới gọi chị hai, Kiều báo tin là em điều kết quả điều trị của em nó rất là tốt, nó hết bệnh rồi, nó không có còn cần điều trị nữa đó, thì em rất là vui luôn. Cái đó là em nghĩ là do mình sử dụng wellness mà cái sức khỏe của mình nó cải thiện, mà nó cái kết quả điều trị bệnh nó lại tốt như vậy đó, là Kiều mới bắt đầu Kiều tin vào wellness, Kiều tin tưởng vào cái dòng sản phẩm này đó. Xong Kiều mới đi chia sẻ cho mẹ chồng Kiều uống, rồi chồng Kiều cũng bị đau lưng nè, rồi mẹ chồng Kiều cũng cũng bị đau lưng, nên là Kiều chia sẻ cho cả gia đình mình cùng uống wellness, tại vì mình uống mình cảm nhận có cái kết quả tốt rồi, nên là lúc này Kiều thật sự tin về cái dòng wellness này và Kiều cũng bắt đầu công việc với Ovilem. Xong thì khi mà Kiều bắt đầu làm vài tháng á thì Kiều cũng dẹp luôn 2 cái shop quần áo của mình. Thì hiện tại thì công ty của Kiều thì vẫn đang hoạt động, công ty thiết kế nội thất của hai vợ chồng thì vẫn hoạt động. Thì đây là cái nghề tay trái thứ hai của Kiều. Còn 2 cái shop quần áo thì Kiều đã dẹp luôn, tại vì Kiều nghĩ như thế này, mình mở cái shop ra, mình bán hàng, mình livestream, mình có nghĩa là mình đầu tư thời gian mình làm, rồi phải đóng hàng, phải thuê nhân viên, tiền mặt bằng, rồi giao hàng, bơm hàng đủ các cái hết. Mà Kiều nói Kiều cài suốt 2 năm trời Kiều chỉ dư được 2 cái shop thôi, không có dư được gì hết. Trong khi đó chị Đoàn Kiều Nha Trang là chị hai của Kiều,
Chị đã đến Ivyland chỉ làm chỉ trong vòng 2 năm thôi mà chỉ được đi nước ngoài, đi Thụy Điển nè, rồi được nhận xe tay ga nè, rồi sắp tới lại còn được đi Mỹ. Xong rồi Kiều mới nghĩ là rồi chỉ làm 2 năm, trong khi đó chị không có bỏ vốn gì ra hết, trong khi đó mình phải bỏ vốn mỗi lần lấy hàng về cũng phải vài chục triệu, mỗi lần á từ Kiều lấy hàng phải 20-30 triệu tiền hàng về rồi mình bán ra rồi mình nhập hàng, cái vốn mình cứ xoay 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 vòng vòng hoài như vậy. Trong khi đó chị đồng Kiều Nha Trang chỉ làm ở Vilem, chị không có bỏ vốn gì hết, mỗi tháng bán có 3 triệu chốt bộ wellness về uống để bảo vệ sức khỏe, mà chỉ còn có lương vài chục triệu, rồi được đi du lịch nước ngoài, rồi được tặng xe tay ga. Nó kiểu so sánh giữa hai cái công việc, kiểu nó tại sao mà chị hai làm được mà sao mình không chịu theo chị hai làm từ trước tới giờ 2 năm nay, thì chị đạt được những cái kết quả như vậy, còn mình thì cứ dư được 2 cái shop thôi chứ không có cái ngoài ra không có gì hết. Nó kiểu nó thật, tại vì kiểu bán hàng online rất là nhiều, cho nên là kiểu biết cái vốn của mình cứ xoay 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 hoài, cứ hết hàng thì phải nhập hàng, phải có hàng mới thì mình mới bán được nhiều hàng đúng không ạ? Đó cứ rồi xong rồi kiểu mới bắt đầu kiểu dẹp 2 cái shop, kiểu làm online. Nhưng mà thật sự kiểu tuyển dụng được được rất là nhiều, kiểu bắt đầu làm á mà mình không có nghiêm túc với công việc, mình không có học kỹ về cái quy trình, mình không có, nói chung là Kiều chỉ biết tuyển dụng, Kiều vào Kiều làm, Kiều tuyển dụng nhưng mà không biết tuyển dụng để làm cái gì và tuyển dụng vào thì đào tạo như thế nào. Mỗi ngày á Kiều tuyển dụng rất là nhiều bạn, Kiều nói thật luôn là xong rồi á, chị đồng Kiều Nha Trang có những cái buổi mà dò công thức á cả nhà, vào cái nhóm tiềm năng á, chị đồng Kiều Nha Trang dò công thức thì Kiều đâu có học công thức đâu mà biết. Kiều cũng làm, Kiều cũng tuyển dụng, Kiều cũng được 15% mà, nhưng mà ở đây một cái á là chị đồng Kiều Nha Trang chỉ rất là công bằng, không phải là em của chị rồi chị cứ cấm người rồi chị đẩy lên đâu, không có. Kiều vào á là kiểu như Kiều một cái nhánh lẻ của chị ấy, Kiều phải tự học cách tuyển dụng, tự chị không có hỗ trợ cho Kiều một nhánh như các bạn đâu. Nhưng mà được cái gì không hiểu thì Kiều cứ hỏi chị ấy, rồi chị ấy chỉ cho Kiều làm. Cho nên là mọi người cứ hay nghĩ là chắc là em nên là sẽ được ưu ái, không có đâu. Chị ấy rất là công bằng luôn. Mình chưa thật sự nghiêm túc thì chị chưa có hỗ trợ cho mình. Đó thì khi mà chỉ dò công thức có Kiều trả lời sai lầm lắm hết trơn á. Hỏi công thức 15% là nhiêu, Kiều cũng nói đâu 3.600 gì. Không có biết, không có nắm được công thức và cũng không có học cái quy trình luôn. Cho nên cứ làm hoài nó không có kết quả. Mà thật sự là Kiều thì rất là nhạy trong cái công việc này á, Kiều tuyển dụng rất là nhiều mà do mình làm không có đúng phương pháp thì nó không có ra kết quả thôi. Thì đến hồi cuối năm rồi á thì Kiều cũng có việc giống như mình xây nhà, Kiều xây nhà cho nên là Kiều cũng tạm ngưng cái công việc này lại vài tháng. Thì bắt đầu Kiều bắt 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 đầu là công việc lại từ ngày từ tháng 2, từ đầu tháng 2 là qua Tết á. Kiều mới thấy là mọi người biết không, khi mà qua Tết Kiều vừa xây nhà xong á thì đến cái dịch Covid, thì mỗi tháng á công ty của Kiều nó vẫn phải hoạt động, vẫn phải trả lương cho nhân viên, thì mỗi tháng Kiều cũng phải bù lỗ ít nhất phải 50-60 triệu, cái đó là tiền tiền chết mỗi tháng Kiều phải bù vào, bù lỗ cho công ty đó. Thì mọi người biết nó ảnh hưởng, trong khi đó Kiều mới thấy là trong mùa Covid chị hai vẫn có thu nhập bình thường, không có ảnh hưởng gì hết, thì tại sao cái cơ hội nó, cái cơ hội Overland nó tốt như vậy mà mình không biết nắm bắt, mà mình không biết làm để mà được giống như chị hai. Từ nhỏ thì cái gì Kiều cũng muốn được giống như chị hai, mình phấn đấu giống như lúc nhỏ, chỉ học từng điểm, mình học không không giỏi bằng nhưng mà mình cũng phải muốn được học giống trường điểm giống như chị ấy để mà rất là hãnh diện cả nhà. Cho nên là Kiều cứ phấn đấu để mà được vào giống như chị ấy. Thì khi mà qua cái dịch Covid hồi qua Tết á, Kiều mới thấy được đó là cái cơ hội Overland này nó tuyệt vời đến như vậy. Đó, tất cả những cái ngành khác đều ảnh hưởng, trong khi đó Overland không hề ảnh hưởng, thu nhập vẫn đều đều mà còn ngoài ra là còn tuyển dụng được nhiều hơn nữa. Thì Kiều mới bắt đầu lại công việc, thì Kiều mới vào học lại cái bài đào tạo ba thật là kỹ. Kiều học thật kỹ lại cái bài đào tạo ba, từng công thức một, từng cái quy trình tuần hoàn, quy trình 12 bước Kiều ghi ra Kiều học. Hồi lúc trước là không có học cả nhà, chỉ xem sơ sơ qua thôi, chị hai kêu Kiều học Kiều vẫn xem, Kiều cứ lướt lướt Kiều xem nhưng mà mình không có hiểu và mình không có nhớ, có nghĩa là mình cứ cắm đầu mình làm mà mình không có biết đó là như thế nào hết. Nhưng mà khi mà qua Tết rồi, qua tới tháng 2, hồi tháng 2 đầu năm nay á thì Kiều quay lại công việc này, Kiều bắt đầu Kiều học lại cái quy trình và tất cả các công thức. Thì tháng đầu tiên Kiều được 9%, tháng thứ hai Kiều về được 15%, tháng thứ ba Kiều về được 18% và tháng thứ tư là tháng tháng 6 này nè là Kiều vừa được chốt lại được 21% vào ngày 20 tháng 6, đúng như cái quy trình tuần hoàn của anh Hải luôn. Có nghĩa là khi mà Kiều Kiều học á, Kiều mới thấy được cái quy trình nó hay,
mà mình vận hành đúng cái quy trình đó thì mình về 21% rất là nhẹ nhàng, không có cần phải kéo điểm hay là chạy điểm gì hết luôn cả nhà. Tới hiện tại bây giờ thì cái số điểm trong nhóm Kiều cũng hơn 11.000 điểm rồi, thì cái thu nhập cũng hơn 10 triệu, thì đúng như cái quy trình luôn. Thì Kiều thấy là cái quy trình nó hay như vậy, mà trước giờ mình không có học kỹ, mình không có vận hành, cho nên là Kiều thấy rất là vui luôn. Mà mình có nghĩa là khi mà mình nỗ lực, mình nghiêm túc với nó thì mình sẽ đem về kết quả được tốt thôi cả nhà. Mình nếu mà các bạn làm mà chơi chơi, mình làm mà mình không có nắm rõ được nó và mình không vận hành nó thì chắc chắn là sẽ không có kết quả. Có nghĩa là khi mà Kiều áp dụng đúng cái quy trình tuần hoàn á, là từ ngày 1 tay, từ ngày 25 tay đến ngày 30 tay là mình chuẩn bị đơn hàng cho cái ngày đầu tháng, là Kiều cứ vận dụng như vậy. Rồi từ ngày 1 tay tới ngày 5 tay là cứ tập trung không tuyển dụng, tập trung chốt đơn hàng, để mà mình về được tháng 5 là Kiều được 6.600, là về được 18%. Thì vào cái ngày từ ngày 5 tay á, là Kiều cũng về được 6.000 điểm. Rồi từ ngày 5 cho tới ngày 20 tay là Kiều tuyển dụng, tập trung tuyển dụng và đào tạo các bạn, các trưởng nhóm. Thì đúng ngày 20 tháng 6 thì Kiều chốt được 21%. Thì nó đúng cái quy trình tuần hoàn thì nó rất là nhẹ nhàng. Thì trong quá trình làm thì mình cũng có những cái khuyết điểm, nhưng mà Kiều học hỏi. Có nghĩa là mỗi ngày á, mình vào hồi lúc trước á, ngày nào Kiều cũng vào học livestream hết á. Kiều xem Hồng Cháu Lòng nè, rồi anh Hải dạy nè, rồi mấy anh chị leader khác dạy nữa, chị Đoàn Kiều nữa. Mình nghe, mình biết là những cái chỗ đó nó hay như vậy đó, nhưng mà mình không có áp dụng vào đội nhóm của mình không có vận hành đúng thì nó không có kết quả. Còn bây giờ khi mà Kiều nghe được rồi, thấy cái nào hay á, là Kiều ghi ra, xong rồi Kiều áp dụng liền, phải áp dụng cho đội nhóm của mình luôn. Có nghĩa là mình học mình phải hành, còn lúc trước học nghe thì thấy hay để đó, chứ Kiều không có vận dụng, không có thực hành, cho nên là nó không có kết quả. Và mình không có học kỹ, mình không học kỹ, không học rõ thì mình không có vận hành đúng cái quy trình thì nó lại không có kết quả đó. Thì khi mà mình nghiêm túc, mình học á, thì mình làm theo thì sẽ có kết quả thôi. Rồi, cho nên là trong đội nhóm của Kiều á, đa số là mọi người Kiều có chia sẻ wellness thôi mọi người. Kiều không có ít có đi dòng mỹ phẩm, tại vì á, Kiều thấy cái dinh dưỡng, cái dòng dinh dưỡng á, nó đem đến sức khỏe cho mình như vậy. Rồi ông xã Kiều bị đau lưng nè, mẹ chồng cũng bị đau lưng, thì Kiều cũng nói ông xã lúc đầu không chịu uống đâu. Ông xã của Kiều lúc đầu là Kiều nói là ảnh bị đau lưng, ảnh chị Đoàn Kiều Nha Trang nhờ đi lấy Catholo ở chi nhánh á, xong ảnh rinh cái mấy cục Catholo á, xong ảnh bị cụp xương sống, xong mà bị đau lưng khoảng mấy tháng trời á, đi uống thuốc tây không hết, đi bấm huyệt châm cứu á cả nhà, mà hết cứ đi thì nó hết, mà không đi thì nó lại bị đau trở lại. Thì Kiều mới nói ảnh là anh uống wellness đi, wellness nó rất là tốt, mà những người rất là nhiều người bị đau nhức xương khớp người ta dùng cái wellness đó hết. Ảnh không có tin, ảnh cũng lại một cái câu nói giống như Kiều, đâu phải thuốc tiên đâu mà là cái thuốc bệnh gì uống cũng hết. Xong Kiều nói Kiều khắc ảnh không chịu uống, nhưng mà Kiều vẫn bắt uống. Kiều nói là bây giờ không uống bổ cái này thì bổ cái khác, em đã uống nó hiệu quả, sức khỏe của em như thế nào em biết, đây là một cái dạng sản phẩm tốt, xuất xứ rõ ràng, em đã học được huấn luyện qua sản phẩm rồi, em biết nó như thế nào, bây giờ anh cứ uống cho em đi, không bổ cái này thì bổ cái khác, đâu có sao đâu, đâu ảnh hưởng gì đâu. Trong khi đó anh thức khuya anh làm việc nè, có hai viên dầu cá nè, rất là bổ máu nè, rồi tim mạch đủ thứ hết trơn, không cứ uống cho em. Ngày nào Kiều cũng pha một ly, rồi Kiều bắt uống một gói Wellness sau bữa ăn. Thì khi mà anh uống ở cả nhà được khoảng tầm 2 hộp thì cái đau lưng của anh nó giảm giảm từ từ, mà nó hết lúc nào anh không hay đó. Xong khi mà một ngày anh ngủ dậy anh nói khói khỏe mà không còn nhức lưng nữa, bắt đầu anh tin rồi, anh tin dòng wellness của mình rồi. Xong anh cả nhà biết không, sáng nào dậy ông cũng tự lắc một ly anh uống hết trơn, không cần kiều ép luôn, tự nguyện luôn. Rồi ăn sáng xong là cứ chủ động ngày nào cũng uống một bịch wellness viên, thì cái sức khỏe nó rất là tốt, từ đó tới giờ là không còn bị đau nhức lưng nữa. Cho nên là ảnh đi tới đâu gặp bạn bè ảnh cũng chia sẻ wellness cho kiều được hết, tại vì bản thân ảnh là người trải nghiệm. Rồi mẹ chồng Kiều cũng vậy, mẹ chồng Kiều á, thì sử dụng wellness cũng bị đau lưng, nhưng mà mẹ là người lớn tuổi á, khi mà sử dụng wellness cái da mặt của mẹ rất là đẹp. Hồi lúc trước nó bị nám, nó sậm lắm, khi mà dùng wellness thì da mặt của mẹ Kiều á, hồng hào lên nha. Ở tuổi năm mấy mấy gần 60 tuổi mà mẹ Kiều mẹ chồng của Kiều á, da mặt hồng hào đẹp lắm. Thì khi mà đi đến đâu á, ai cũng hỏi sao dạo này da mặt đẹp vậy, thì mẹ cũng chia sẻ wellness cho Kiều. Mỗi tháng mẹ vẫn bán cho Kiều được có khi là 2-3 bộ wellness gì đó.
thì cái cho là Kiều cứ chia sẻ với mọi người trong nhóm của Kiều là đi cái dòng wellness thôi, có nghĩa là ai có bệnh lý thì mình cứ tự tin mà mình chia sẻ cái dòng wellness đó, mình không bỏ quá nhiều thời gian cho việc bán hàng đó. Thì đa số trong nhóm của Kiều là đi dòng wellness là nhiều, tại vì bản thân mình trải nghiệm thì mình đi chia sẻ nó rất là thuyết phục. Giống như Kiều cũng có một cái cách bán wellness rất là cũng vui vui. Có một cô hỏi Kiều mua một cái chai sữa tắm, nhưng mà cái chai sữa tắm dưa lưới á, thì cô nhắn tin cho Kiều bán cho cô một cái chai sữa tắm dưa lưới, xong rồi Kiều nói dạ ok để mai con giao cho cô. Cái Kiều mới thả thính cô, đó là Kiều vẫn biết cô là ở tuổi lớn tuổi đó là cô cũng sẽ có những cái bệnh lý trong người, nhưng mà Kiều nói với cô là cô ơi, cái cô biết có bạn bè cô hay những người lớn tuổi nào mà có những cái bệnh như là đau nhức xương khớp nè, đau bao tử nè, hay là rối loạn tiền đình, mất ngủ, thì cô chỉ cho con nha. Tại vì bản thân con với mẹ chồng con đang dùng cái dòng dinh dưỡng của Ovilem này là nó rất là hiệu quả, cho nên là cô thấy ai mà có bệnh á, cô chỉ con đi để con chia sẻ dòng dinh dưỡng này cho người ta để mà con giúp người ta hết bệnh. Đó, Kiều nói với cô vậy. Xong cái cô nhắn lại là ơ, cô đang bị giãn tĩnh mạch nè, cô đang bị đau nhức xương khớp, với lại cô bị trào ngược dạ dày, rồi cô tăng cân nữa. Cái Kiều Kiều bắt được bệnh rồi, xong rồi Kiều mới gửi cho cô tham khảo về cái dòng wellness, nói cô ơi cô xem cái clip này nè, cái clip mà của mẹ chồng của chị Kiều Nha Trang á, sử dụng wellness cải thiện sức khỏe như thế nào. Thì cô xem xong cô nói là con ơi cái bộ này nó mắc không con. Cái Kiều mới nói là nó không có mắc đâu cô, một bộ nó 5 hộp nó chỉ có, Kiều bán giá gốc cho cô luôn, cô nói là một hộp nó chỉ có gần 2,7 triệu thôi cô. Cô nói trời ơi bằng tháng lương hưu của cô rồi còn gì nữa. Cái rồi Kiều mới nói con gọi cho cô nha để con phân tích cho cô nghe về cái dòng dinh dưỡng này nó tốt như thế nào. Thì sau sau mà Kiều gọi điện thoại cho cô xong á, Kiều phân tích cho cô nghe là cái giá trị dinh dưỡng của nó cao như thế nào, nó hỗ trợ bệnh cho mình sao, mà tính ra mỗi ngày thì nó chỉ có vài chục ngàn thôi, đâu có mắc đâu cô. Nó thay vì cô uống thuốc tây rồi cô không hết bệnh mà nó sức khỏe của mình nó không có, cô cũng làm được gì. Thì cô nói là cô tiếc tiền quá, uống một bộ này hết tháng lương. Cô nói con Kiều mới giải thích cho cô nghe giống như là cô trả góp sức khỏe cho mình mỗi ngày như vậy đó, cô cứ sử dụng một bộ này đi. Cô đòi lấy một hộp thì nói không, cô uống một bộ đi, cô sẽ cảm nhận được cái sức khỏe cô nó cải thiện như thế nào, rồi sau đó cô có thể đi chia sẻ cho mọi người xung quanh. Đó, xong rồi cô cũng chốt cho Kiều một cái bộ wellness. Nó thì cái cách mà Kiều cứ chia sẻ cho mọi người như vậy, Kiều không có đánh trực tiếp vào là ừ cô ơi cô đang bị bệnh cô mua cho e con bộ wellness này đi, rồi nó sẽ như vậy thì người ta sẽ có cái tâm thế đề phòng mình. Nhưng mà khi mình thả thính từ từ, mình nhờ người ta giới thiệu cho mình thì người ta sẽ không có đề phòng mình, nhưng mà mình cứ chia sẻ thật tình, nó bản thân mình dùng trải nghiệm thấy nó hiệu quả sao thì mình cứ chia sẻ như vậy thì người ta sẽ cảm nhận được. Thì đối với Kiều thì bán wellness nó không có khó. Trong nhóm Kiều có một bạn mới vào thì dùng một cái câu, có một cái câu nói bạn Kiều hỏi là em bán xong việc một em thấy có khó không, thì bạn nói một câu là bán hàng không có khó mà phải chịu khó đi mời. Thì Kiều thấy rất là hay, có nghĩa là nhiều bạn mới vào á, các bạn cứ sợ là mình không có bán được đơn hàng 3 triệu mà các bạn bỏ qua cái cơ hội kinh doanh tuyệt vời. Tại sao mà người ta làm 3 tháng người ta có lương 10 triệu rồi, mà nếu các bạn đi làm công cho người ta liệu thì trong vòng 3 tháng các bạn có kiếm được 10 triệu lương như vậy không? Mà mình bán có đơn hàng 3 triệu mà các bạn sợ, các bạn ngại và bỏ qua cái cơ hội kinh doanh này thì nó rất là đáng tiếc. Cho nên á là chỉ có là anh trong bài khởi nghiệp anh Hải đã dạy rồi, rất là nhiều ba cách bán hàng. Thì Kiều thấy cái cách bán hàng dùng trải nghiệm chia sẻ là hay nhất, và Kiều dùng cái cách đó để mà hướng dẫn cho nhóm mình á là sử dụng trải nghiệm và chia sẻ cái dòng wellness. Nếu mà ai không có điều kiện chốt wellness dùng trải nghiệm thì mình bắt buộc mình phải đi bán hàng và chịu khó đi mời, là chắc chắn là sẽ hoàn thành được việc một nhanh chóng để mà mình được hưởng những cái quyền lợi. Trong bài khởi nghiệp anh Hải đã nói rất là nhiều cái quyền lợi, các bạn nghe quyền lợi thì các bạn thích lắm, nhưng mà các bạn lại ngại và sợ và bỏ qua cái cơ hội thì rất là đáng tiếc. Cho nên mỗi tháng mình học cách bán như thế nào để mình hoàn thành đơn hàng 3 triệu nhanh nhất thì mình bước qua đầu việc hai, để mình được đào tạo thành một trưởng nhóm để mà mình bắt đầu làm việc trong vòng 3 tháng để mà mình có lương 5 đến 10 triệu thì cũng xứng đáng đúng không cả nhà. Thì đối với Kiều thì đối với Kiều á thì cái wellness á nó tuyệt vời vậy. Đến bây giờ thì mỗi ngày Kiều vẫn sử dụng đều đặn, tại vì á nó hỗ trợ sức khỏe cho mình mà nó mang lại một cái cơ hội kinh doanh. Thì hiện tại á, khi mà Kiều chốt được 21% á, thực sự là Kiều rất là vui. Vui là vì mình nghiêm túc với nó và mình đạt được cái kết quả như vậy. Và Kiều á, thì rất là thích đi du lịch.
vợ chồng, cả vợ cả chồng luôn đều rất thích đi du lịch. Nếu mà mình bỏ tiền ra mình đi du lịch thì cũng được, không phải là không có điều kiện, nhưng mà để được đi du lịch miễn phí từ công ty thì cái cảm giác nó lại lại khác nữa. Giống như là kiểu khi mà kiểu đạt được 21% thì mình được một cái vé đi Đà Nẵng, thì kiểu nghĩ là rồi cái công ty này nó tuyệt vời ở chỗ đó. Tức là khi mình bỏ công sức mình ra, mình nỗ lực mình làm, khi mà mình đạt được kết quả thì mình sẽ được trả thưởng xứng đáng. Thì mục tiêu sắp tới thì kiểu cũng cũng muốn được đi nước ngoài như chị hai của mình, thì mình cũng phải nỗ lực hơn. Thật sự nếu mà cái lương 10 triệu á, lương 10 triệu ở hiện tại 21% á, thì nó cũng không phải là cao so với cái doanh thu đối với công ty của Kiều, nhưng mà Kiều thấy được cái cơ hội ở phía sau nó nữa. Mọi người hay gọi hay hay nói là 21% là về đích, nhưng mà khi mà Kiều đạt được 21% á, thì cái cảm nhận của Kiều, cảm giác của Kiều như là Kiều mới bắt đầu vậy cả nhà. Có nghĩa là mình mới vừa bắt đầu được cái doanh nghiệp này thì mình phải nỗ lực hơn và mình phải cố gắng hơn để mà làm những cái đạt được những cái mục tiêu tiếp theo á, thì giống như là 21% là cái sự bắt đầu chứ không phải là đạt mục đích như vậy là xong đó. Thì nói với Kiều á, thì cái cơ hội ở VLM á, khi mà mình hiểu được á, khi mà mình tin tưởng á, cả nhà luôn, khi mà lúc trước Kiều làm á thì cứ làm mà mình không có tin tưởng vào nó, thật sự không có tin tưởng vào công việc này, thì mình cứ làm chơi chơi thì mình sẽ được kết quả chơi chơi thôi cả nhà. Nếu mà mình tập trung, mình tin tưởng vào công việc, mình tin tưởng vào bản thân mình thì sẽ có kết quả thôi. Đó thì trong nhóm đội nhóm của Kiều đó, đa số cũng là mẹ bỉm sữa với công nhân, thì đa số các bạn cũng cũng còn rất là rụt rè, cũng chưa có tự tin vào cái bản thân cũng như công việc. Cho nên là Kiều cũng hay nói với các bạn cứ 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 tập trung vào công việc nè, mình tự tin vào bản thân, mình tin vào công việc, mình tin vào công ty, thì chắc chắn là khi mà các bạn đi tuyển dụng hay các bạn đi đào tạo thì cái sự thuyết phục của mình sẽ cao hơn. Còn nếu mà mình cứ rụt rè, mình cứ nửa tin nửa không, hay là mình chưa có thực sự nghiêm túc với nó, thì các bạn đi đi tuyển dụng hay là các bạn đi đào tạo thì mình cũng sẽ mang cái giống như là cái tâm thế của mình tự tin, mình chia sẻ thì người ta cảm nhận được và người ta mình thuyết phục người ta hơn. Còn nếu mà mình đi chia sẻ mà mình còn rụt rè, mình còn không biết bán tín bán nghi, thì cái lời nói của mình nói ra nó cũng sẽ bán tín bán nghi thì sẽ không bao giờ thuyết phục được. Cho nên á, thì đối với rất là nhiều anh chị khác tuyển dụng tốt nè, nhưng mà đối với bản thân Kiều thì cái kinh nghiệm của Kiều là như vậy, đó là mình tin tưởng vào công việc, mình tin tưởng vào công ty, rồi mình tin vào bản thân mình sẽ làm được, thì mình cứ chia sẻ mạnh dạn, mình nghĩ sao thì mình cứ chia sẻ về công việc như vậy thôi, chứ mình đâu có cần phải nói quá lên hay cái gì đâu. Thì mình chia sẻ sao thì cái người đối diện với mình, người ta sẽ cảm nhận được, người ta cảm nhận được là cái công việc này nó thật, con người mình nó cũng thật, thì người ta sẽ gắn bó và người ta cùng làm với mình. Thì cái đó là cái một số cái mà cái kinh nghiệm mà Kiều chia sẻ cho đội nhóm như vậy. Thì tiếp theo là mục tiêu của Kiều thì tháng tháng sau Kiều sẽ cố gắng tách chân để mà đạt được cái mong ước của mình là mình sẽ được đi nước ngoài từ công ty, thì Kiều cũng sẽ phấn đấu nhiều hơn. Nhưng mà Kiều tin tưởng là chắc chắn là mình sẽ làm được, tại vì mình có một cái quy trình rất là hay, mình còn được nằm trong một cái đội nhóm giỏi nữa, thì mình cứ học hỏi. Cho nên là mọi người cứ cố gắng sắp xếp, kinh nghiệm của Kiều á là mọi người cố gắng sắp xếp mỗi tối 9 giờ mình vào cái nhóm cộng đồng Avilem để mà mình xem livestream. Mọi người biết không, mỗi ngày á thì có mọi người sẽ chia sẻ kinh nghiệm một chút xíu về bản thân mình, về câu chuyện của mình, thì mọi người nghe để mà mình rút kinh nghiệm cho bản thân rồi mình áp dụng cho đội nhóm của mình, thì chắc chắn là sẽ làm được. Hồi lúc trước Kiều có một cái lỗi là Kiều nghe livestream nhưng mà Kiều không có hành, có nghĩa là mình học nhưng mà mình không có hành thì nó không có kết quả. Các bạn học thì mình phải thực hành, mình làm lần đầu mình không quen nhưng mà từ từ sẽ quen, giống như là gọi điện thoại nói chuyện hay là mình thu âm này nọ đó, thì các bạn còn ngại thì cứ tự tin mạnh dạn, mình cứ cảm nhận công việc này như thế nào thì mình đi cứ chia sẻ cho cả nhà mọi người như vậy, thì nó có một cái lực hút của cả nhà, có một cái lực hút rất là hay, cái là mình năng lượng, mình dễ tính thì mình sẽ tuyển dụng được những cái người đầy năng lượng và dễ tính giống như mình. Còn nếu mà mình cứ suy nghĩ tiêu cực,
Cứ suy nghĩ những cái tiêu cực thì mình sẽ tuyển dụng và mình sẽ thu hút được những cái người tiêu cực giống như vậy luôn. Cho nên là mọi người cứ 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 hãy tự tin vào bản thân, tự tin vào công việc mà đi chia sẻ với mọi người xung quanh. Thì cái nhiều bạn còn rất là ngại, nhưng mà quan trọng là mình tin vào, là mình có cái niềm tin là mình sẽ làm được. Thì cái đó là cái kinh nghiệm của Kiều. Khi mà Kiều đã tin tưởng là mình sẽ làm được, tin tưởng vào công ty, những chính sách của công ty, thì Kiều cứ làm thôi. Ai là nói chung là Kiều cứ thẳng mục tiêu, tuyển dụng rồi mình đào tạo, mình hướng dẫn như vậy đó, theo đúng cái quy trình trong của anh Hải đã dạy, thì nó được một cách kết quả. Thì cái đội nhóm của Kiều thì Kiều cũng đang hướng dẫn cho các bạn, thì cũng được 2 chân 15%, thì Kiều cũng hy vọng là tháng sau mình sẽ tách được 1 chân. Cái đó là cái mục tiêu gần của mình, còn mục tiêu xa thì mình sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa. Thì cái hôm nay thì Kiều chỉ chia sẻ như vậy về cái wellness, là nó thật sự rất là tuyệt vời, nó mang đến sức khỏe cho mình nè, nó mang đến cái cơ hội kinh doanh nè. Cho nên là Kiều khuyên các bạn mới vào, khi mà các bạn còn còn đang rụt rè, còn đang sợ, thì hãy cho mình một cái cơ hội tìm hiểu thật là kỹ về cái dòng dinh dưỡng này, nó rất là tuyệt vời. Khi mà mình sử dụng rồi thì mình mới biết nó như thế nào. Thì khi mà với có một cái như thế này, khi mà các bạn đi chia sẻ cái wellness đó, thì sẽ có những cái câu trả lời như thế này nè: thôi nó mắc quá con anh chị ha, cô chú gì không có tiền mua. Còn một cái nữa là: thôi ba cái đồ tào lao trên mạng nó uống biết làm sao đâu mà uống. Thì bản thân Kiều cũng đã từng đi mời và cũng nhận được những câu trả lời như vậy, nhưng mà lúc đó là mình chưa có hiểu về sản phẩm, cho nên mình cứ ậm ờ nghe người ta nói vậy, cái mình cũng ậm ờ mình cho qua. Nhưng mà khi mình đã hiểu về sản phẩm, mình tin về sản phẩm rồi á, thì khi mình nhận được những cái câu nói như vậy là Kiều nói lại liền: đó, hàng của con là một cái hàng của công ty chính hãng, công ty của con là công ty của Thụy Điển, tất cả hàng đều nhập khẩu từ châu Âu, tiêu chuẩn châu Âu đàng hoàng, hóa đơn đỏ, chứng từ có chứng nhận của Bộ Y tế đàng hoàng, thì không phải là hàng tào lao trên mạng đó. Bản thân con là người dùng, gia đình con dùng, con biết như thế nào, thì mình phải tự tin về cái sản phẩm của mình thì mình mới thuyết phục được người ta. Còn các bạn không tự tin về sản phẩm, nghe người ta nói vậy cái mình cũng ậm ừ rụt rè rồi mình thôi, cái mình kêu là khó bán quá đó. Cái cô mà lương lương hưu của cô mỗi tháng cô chỉ có 2,8 triệu thôi, mà Kiều vẫn bán cho cô được một cái bộ wellness 2,7 triệu rồi đó. Thì mọi người thấy, khi mà mình thuyết phục, mình tự tin vào sản phẩm của mình thì mình bán nó rất là dễ, nó không có khó. Cái vấn đề việc một nó không có khó, mà quan trọng là các bạn phải nắm được cái cơ hội kinh doanh ở công việc này. Khi mà các bạn thấy được cái cơ hội thì mình sẽ biết là cái đầu việc một bán 3 triệu nó không khó. Thật sự ai có điều kiện thì hãy cho mình một cái cơ hội trải nghiệm cái dòng wellness này đi. Thật sự xung quanh mình rất là nhiều người bệnh, nhưng mà mình giúp cho người ta cải thiện được sức khỏe, còn mình thì có cơ hội kinh doanh, thì cái công việc này nó rất là nhân văn, mình có lương và mình giúp cho người khác có lương nữa. Giống như ví dụ như bản thân Kiều có lương, mà Kiều thấy tuyến dưới mình cũng có được có lương, mình giúp cho chị một chị trong nhóm có lương, mình cảm thấy rất là vui đó. Mình có lương mà mình còn giúp cho người khác có lương nữa, thì cái công việc này nó rất là nhân văn luôn. Thì khi mà đến cái công việc này á, thì Kiều thấy á, là khi mà mình hiểu được nó rồi á, thì Kiều cảm thấy là bây giờ cái doanh nghiệp này nó mới mới là bắt đầu, mới là của mình. Thật sự khi mà Kiều về 21% thì Kiều cảm thấy là mình mới bắt đầu công việc này, mình mới hiểu được nó. Cho nên là cả nhà cứ những anh chị lớn thì tất nhiên là mấy anh chị rất là giỏi, tại vì mấy anh chị đã làm lâu rồi, có rất là nhiều kinh nghiệm, thì cái đó chỉ là một cái số kinh nghiệm của bản thân Kiều, và Kiều cũng muốn chia sẻ cho các bạn mới vào, những cái bạn mà vừa hoàn thành việc một nè, rồi hãy tập trung học thật là kỹ. Cái đó là kinh nghiệm bản thân Kiều, hãy học thật là kỹ cái bài đào tạo 3, học bài khởi nghiệp của anh Hải mỗi ngày. Khi mà các bạn nắm được cái bài khởi nghiệp á, thì các bạn mới nắm được cái bức tranh công việc. Nhiều bạn mới vào á, cứ xong việc một các bạn cứ vội đi tuyển dụng, cứ nghĩ là đi tuyển dụng là có lương có thưởng, mà các bạn không có học quy trình, rồi các bạn không có nắm được bức tranh công việc, thì các bạn cũng sẽ gặp những cái lỗi giống như Kiều trước đó. Có nghĩa là làm cắm đầu làm mà không hiểu đó là làm để làm cái gì, thì sẽ không bao giờ có kết quả. Cho nên là hãy cho mình học thật là kỹ cái bài khởi nghiệp nè, rồi học cái bài đào tạo 3 thật là kỹ nè, mình nắm cái quy trình của anh Hải mình phải vận hành như thế nào để mà mình mới có lương. Và một cái nữa đó là nghe lời bảo trợ.
bảo trợ hướng dẫn mình như thế nào thì mình phải nghe lời, giống như là Kiều á, có chuyện gì Kiều cũng alo chị hai cái này sao, Kiều hỏi chị hai là bây giờ hệ thống là vậy vậy vậy, đó là Kiều sẽ nhờ chị tư vấn cho mình, tại vì mình có một cái bảo trợ giỏi trong đội nhóm Diamond mà mình phải sử dụng chứ, cho nên là cứ bám sát bảo trợ của mình. Các bạn muốn kiếm thêm thu nhập cho bản thân mình thì cứ bám sát bảo trợ và phải tỏa sáng cho thay cho bảo trợ mình thấy mình là một tiềm năng để mà mình mới phát triển tốt được. Cho nên là nếu mà bạn nào chưa có hoàn thành việc một thì hãy tìm hiểu về dòng wellness nè, cho mình một cái cơ hội để mà mình bước qua đầu việc hai để làm một người trưởng nhóm đó. Thì đến với công việc này mình đâu có còn phải bỏ vốn gì ra đâu, mà mình hôm qua có một câu nói của anh dạy việc hôm qua đó. Công việc này mình không có bỏ vốn nhưng mà mình dám ước mơ. Kiều nói thiệt, nếu mà Kiều làm công ty của mình, doanh thu Kiều vẫn có, tiền vẫn có, nó tuy là nó không nhiều so với người ta, nhưng để mà Kiều bỏ ra 100 triệu để mà Kiều đi nước ngoài chơi thì chắc Kiều không bao giờ nghĩ là mình sẽ bỏ tiền ra để mà mình đi du lịch nước ngoài. Nhưng đến với công việc của Ophelem, mỗi tháng bán có 3 triệu thôi mà Kiều dám ước mơ, Kiều dám nghĩ là mình sẽ được đi nước ngoài cùng công ty đó. Thì mọi người thấy không, chỉ có bán có 3 triệu thôi mà mình dám ước mơ. Có những bạn có mơ nhà, mơ mơ có nhà nè, mơ có xe nè, thì đến với công việc này á, cái ước mơ nó không có tốn tiền mà mỗi tháng bán có 3 triệu thôi, cho nên là Kiều thấy cái cơ hội kinh doanh nó rất là tuyệt vời. Mọi người hãy cho mình một cái cơ hội để mà mình tìm hiểu thật là kỹ để mà mình mơ, tại vì mơ ai cũng có nhưng mà mình mơ mình sẽ chạm được nó. Chỉ bằng công việc này thôi, bán 3 triệu mỗi tháng, không có cần phải thấy bỏ ra mấy chục triệu như lúc trước. Như Kiều đi, Kiều bỏ ra một lần 20-30 triệu để nhập hàng rồi về khàn lan live stream á, khàn cả tiếng luôn, mà mỗi tháng mình cũng có kiếm được vài chục triệu, nhưng mà tiền chi phí mặt bằng, tiền nhân viên, tiền vốn, tiền nợ các cái, thì cuối cùng mình cũng không có được gì, mà mình mất quá nhiều công sức, mất quá nhiều thời gian. Nó thì đến với công việc này thì Kiều thấy á, khi mình thật sự nghiêm túc học rồi á, Kiều mới thấy đó, rồi cái quy trình tuần hoàn của anh Hải sao nó vận hành mà sao nó đã dữ vậy trời. Kiều nghĩ vậy luôn á, Kiều nói tại sao lúc trước mình cứ cắm đầu mình làm mình không có biết cái gì hết trơn, mà không có biết làm, khi mình vận hành đúng cái quy trình, đúng cái ngày tháng nào mình cố gắng làm giống y chang như vậy, tự nhiên mình đạt được kết quả một cách nó rất là đơn giản mà nó nhẹ nhàng lắm. Thì Kiều thấy nó trời, xong ảnh viết ra được một cái quy trình hay như vậy trời, nó mà bao nhiêu cái công sức và bao nhiêu cái kinh nghiệm của ảnh, ảnh đã viết sẵn ra rồi, thì mình chỉ có học và làm theo để mình kiếm tiền cho bản thân mình. Mình học cho bản thân mình kiếm tiền cho bản thân mình, thì mọi người hãy cố gắng học thật là kỹ cái quy trình của anh Hải, mình cứ vận hành theo như vậy là mình sẽ làm tốt. Rồi thì Kiều chỉ có một số cái chia sẻ như vậy thôi, thì chỉ chia sẻ về cái câu chuyện wellness của mình đã giúp cho Kiều cải thiện sức khỏe, rồi có một cái cơ hội kinh doanh tốt, và Kiều mơ ước là mình sẽ được đi nước ngoài, và Kiều cũng sẽ cố gắng hết sức nỗ lực để mà mình đạt được cái mong muốn đó. Thì cả nhà mình cũng vậy, các bạn mới cũng vậy, hãy ai chưa hoàn thành việc một thì cố gắng hết sức để mà hoàn thành việc một, còn ai mà đã hoàn thành rồi thì hãy cố gắng tập trung học thật là kỹ để mà mình vận hành và bám sát và nghe lời bảo trợ giỏi của mình, thì mình cứ làm theo như vậy là chắc chắn là sẽ đạt được kết quả. Rồi, Kiều xin chào mọi người.